Với bồi mà anh lâu là bà Thìn cứ đi nói xấu cái mùi đúng là cái mai bà Hương nói đúng là con mình nó chết rồi bây giờ nó lấy ai nó theo ai kệ cha nó. Hơi lâu bà bây giờ đấy là mai bà Hương nói mẹ con cười mà làm để mẹ con cãi nhau mình có bắt được cờ tay của nó mà nó nuôi cho mình hai đứa cháu được rồi còn cái cha cái cả họ nhà nó mai rồi đúng không mai nói đúng đấy cái nó hơi đâu cũng có khuyên khéo khéo á nó nghe 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 thôi là đường này là cái cãi nhau với nó rồi nó bỏ nó tức là hai chú cùng bỏ cả chị cả cháu nó chú Dũng với chú Hưng đêm tần suất đi chợ hoặc siêu thị